Sáng 20 tháng 9, Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ tư đã tổ chức họp báo để thông tin về công tác chuẩn bị đại hội. Buổi họp báo do đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, trưởng Ban chỉ đạo Đại hội và đồng chí Dơ Quang Gia Cương, Phó trưởng Ban dân tộc tỉnh Lâm Đồng cùng đồng chí Lê Minh Quang, Phó trưởng Ban dân vận tỉnh ủy chủ trì. Tham dự buổi họp báo còn có các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các sở, ban, ngành, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trưởng các tiểu ban đại hội cùng với các nhà báo, phóng viên và đại diện các cơ quan báo đài địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo thông tin tại buổi họp báo, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ tư sẽ diễn ra vào ngày 26 và 27 tháng 9 với sự tham dự của hơn 330 đại biểu, trong đó có 250 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh. Tại buổi họp báo, đồng chí Dơ Quang Gia Cương cho biết, với chủ đề các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, tiềm năng để phát triển bền vững, đại hội nhằm tổng kết và đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số giai đoạn 2019-2024, đồng thời đề ra phương hướng và mục tiêu phát triển bền vững cho vùng đồng bào các dân tộc thiểu số trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để tôn vinh, biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường, đồng thời phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, qua đó tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy sự đoàn kết và tinh thần phấn đấu vì sự phát triển chung của tỉnh. Trả lời những câu hỏi xoay quanh các nội dung của đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc cho biết, đến nay công tác chuẩn bị cho đại hội cơ bản đáp ứng yêu cầu. Đồng chí cũng thông tin thêm về những thay đổi tích cực trong phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian qua. Đặc biệt, đến nay, diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh có sự phát triển toàn diện, kết cấu hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư, hệ thống đường liên xã, giao thông nông thôn được cứng hóa, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và phát triển ổn định, tình hình an ninh chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng quan tâm. Các vấn đề về dân di cư tự do được chính quyền địa phương sâu sát, chặt chẽ. Đến nay, số hộ đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng tăng, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững. Trong khuôn khổ diễn ra Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ tư sẽ có nhiều hoạt động chào mừng quan trọng như lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ, dân hương tưởng nhớ Bác Hồ, tham quan bảo tàng Lâm Đồng và triển lãm thành tựu phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số. Ngoài ra, còn tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc để tôn vinh những đóng góp to lớn của cộng đồng các dân tộc thiểu số đối với sự phát triển chung của tỉnh.